Hudson là một cái con đường trọng yếu trong cái khu vực của người Việt Nam mình làm business đó. Ở đây có chợ Việt Nam, có tiệm phở, tiệm làm nail, làm tóc, cũng như là các cái tiệm khác mà có cái tiệm ly sandwich lớn hồi nãy trong cái khu vực này nè. Đây là cái phía cổng chào đó nha. Nhìn ơi, hai chị em mình có duyên nữa rồi. Gặp nhau tại thành phố Oklahoma City. Giờ đi dạo đây. Hôm nay thời tiết khá nóng các bạn. Khá là nóng luôn á, rất là nóng luôn. À, đây là con đường có tên là Lassen, là đường như là huyết mạch của khu thương mại của người châu Á nói chung và người Việt Nam mình nói riêng. Nó cũng đông đúc sầm uất như là những cái nơi khác, giống như là ở Houston thì có đường Bel Air, thì ở đây là có đường Lassen, nhưng mà đường Lassen thì nhỏ hơn bởi vì cộng đồng người Việt Nam ở đây thì ít hơn, dĩ nhiên là ít hơn ở Houston.
chợ Cao Nguyên. Bây giờ mình đi vô trong chợ Cao Nguyên nha. Chợ Cao Nguyên này thật sự là nổi tiếng ở khu Việt Nam mình á. Ok, bây giờ vô chợ. Đi chợ mua trái sầu riêng các bạn, 3.99 sao thao này, sầu riêng bình thường gọi là sầu riêng hộp lép. Lâu quá mang sầu riêng mới thử, sầu riêng đông lạnh lên như thế nè, hy vọng ngon. Nhọn lắm nha, cái tay á, mấy này cái tay nè.